Sao giờ nói sao nói rõ lại coi. Mới thấy đăng hình đưa con đi nước ngoài đây mà giờ cực kỳ vậy. Vụ gì? Lại quay phim nữa. Quay phim là làm bằng chứng. Chứ tự nhiên sáng nay bị đòi nợ. Lên ghế ngồi đây. Cái quý dạ, có mượn tiền có làm giấy nợ rồi. Nhiều mượn nhiều. Để về rồi tôi lục giấy ra rồi tôi cầm xuống tôi cho coi. Nhưng mà là cái đó là ở ngoài chợ ngoài này nè. Bán bông, bán cơm, bán hủ tiếu nữa hả? Ừ. Hồi nào giờ không có bán bông. Nào giống quà không có bán bông. Thì bán quà đó. Bán quà. Bán quà giấy đi du lịch. Tỉnh không? Tỉnh không? Hả? Tỉnh không? Thấy bình thường mà. Tôi bình thường chứ tôi có gì? Kim gì? Ừ. Ủa? Có lại giấy nợ đàng hoàng, quý. Mà nhiêu tiền? Mượn bao nhiêu mà còn mười mấy triệu? Thì tôi không biết mà giờ không có mượn bao nhiêu á, mượn tổng cộng bao nhiêu mà giờ còn mười mấy triệu? Tiền góp nó nhiều dây. Tiền góp luôn hả? À vậy hả? Mượn tiền góp nhiều dây rồi là trả cái gần lại. Không nhớ mặt hả? Không nhớ mặt luôn hả? Nhớ mặt em không? Đúng mặt này luôn không? Giờ mặt mà hồi lúc đó ốm quá trời luôn. Hồi đó ốm quá trời luôn hả? Hồi đó là hồi nào? Thì cái năm bán ở ngoài đó đó. Năm là hồi nào? Gửi giấy đâu? Đây đi về nhà đấy. Là về nhà lấy giấy nợ phải không? Ừ. Đây là mà ủa con quý này là quý nào nữa đâu trời. Ai chị lộn ai rồi đó vậy. Dạ cái đợt đó cái bệnh. Ai bệnh? Ông quý đây đó. Ờ. Ông nhờ ông nhắc về cái chị Hiêu vậy đó. À. Bán bông hả? Ừ. Ai bán lâu đi chưa? Nay mới nghỉ nay mấy năm rồi. Ờ vậy hả? Ừ. Ừ. Bà có giấy nợ thiệt không? Có giấy nợ đàng hoàng. Để tôi hỏi mấy đứa ở ngoài chợ nó biết. Tôi đưa tiền tôi nó biết hết. À vậy hả? Như lâu. Mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi không có gặp bà ơi. Tự nhiên vậy. Mới mấy năm nay. Mới mấy năm nay hả? Mới có mấy năm nay hả? Rồi giờ cái nghỉ bán rồi cái tôi... Mười mấy năm rồi đó. Mười mấy năm rồi chưa gặp lại đó. Vậy là thiếu. Nếu mà thiếu là thiếu chắc còn khoảng mấy chục năm trước á. Hả? Mới mấy năm hả? Nhớ kỹ là coi. Còn mấy là thiếu tới cái kiếp trước lần á. Kiếp này mới đi đòi. Đi ghế chơi. Lên ghế ngồi, sao ngồi chầm đẹp vậy? Thôi ghế về, nếu như nè. Bà chị mình bà có chồng, vợ chồng có vợ bé. À. Rồi chồng có vợ bé, rồi sao chị vậy, chị ra nông nỗi này? Tôi đi chợ tôi mới về. Hả? Bà chị là ai? Bà Năm hả? Ừ, đúng rồi, bà cũng có đây. Bà Năm Nghĩa hả? Ừ, vậy hả? Ừ. À, bà giờ hơn chị không? Vậy. Bà có chồng, bà chồng bà bị vậy, bà hơn chị không hay hơn rồi sao? Hơn lâu dữ rồi, cũng mười mấy năm rồi, cứ như nói chung là hồi về dưới này là tới giờ mười mấy năm, 20 năm luôn rồi, mười lăm năm, 20 năm. Không. Không. Quý nào chứ cũng nhìn nhớ mặt chứ, cho mượn nợ mà không biết mà không nhớ mặt ha. Lâu quá trời luôn, ai nhớ. Trời ơi, thiếu nợ mà để lâu rồi mới đi đâu. Nói đi đâu mất tiêu chơi rồi mới nghe người ta nói hôn quý muốn nhà đây ở mua nhà rồi ở đây nè. À. Mới vô đây nè. Ủa chú Tư thứ Tư còn sống không? Không thì để đi mất hết rồi. Mất hết hả? Để hỏi đi ra hỏi mấy đứa kỹ đây hỏi con Quyền chú chợ là nó biết. Không. Quyền hả? Quyền chú chợ phải không? Ở Quyền chú chợ thì. À con Quyền hả? À Quyền sáu hửi ha. Ừ. Ừ. Cho mượn nợ có cho mượn tình gì không? Mượn gì mà mượn tình. Hả? Chứ sao thấy nó hơi kỳ kỳ á. Kỳ gì? Thiếu nợ mà tới gần cái chục năm hay là như mấy năm? Nó đi mất tiêu. À, rồi nó đi mất tiêu rồi giờ tìm thằng nào tên Quý là đòi phải không? Hả? Coi như là thằng Hà cứ tìm thấy thằng Quý là đòi tiền phải không? Hả? Chết mẹ rồi, hỏi ra cũng nhiều thằng Quý lắm á. Dạ. Nhớ mặt. Đất ơi, không nhớ mặt hả? Ủa không nhớ mặt sao dám cho dai trời? Hả? Cái cờ báo không sao tôi không báo này. Dù giờ không câu được. Bữa nay xui nè. Đi ghế ngồi đi. Bữa nay tôi thấy tôi xui nè. Xui vậy? Tự nhiên bị đi đòi nợ. Trời đất ơi, lỡ nhà người ta đòi nợ không phải thôi. Vụ này tôi bắt đền danh dự tôi là bao nhiêu tiền, hồi nãy nó 15 triệu không, đền tôi phải 30 triệu mới đủ danh dự cho tôi. Đổ người.
hả? Đòi nợ mà có vụ lộng người nữa. Ai biểu tên chồng tên chi? Trời ơi, cái tên tôi hôm nay năm mấy năm rồi. Ủa vậy em quý nó quý nào ở đâu vậy ta? Quý nào? Bây giờ nhớ lại coi. Ai biết thì bị gì lâu chưa nghe nói nghe đàng hoàng coi. Mới mấy năm nay hả? Trời ơi, tiền nhiều quá rồi nó khổ vậy đó hả? Nhớ ăn Quyền thì nhớ hen. Quyền hay nó cho mướn thì giờ cái người đó đi đâu ở đâu nó gần. Thằng đó tên Quý luôn hả? Phải không? Tên Quý mà làm giấy nợ với tôi Quý đàng hoàng. Làm giấy nợ luôn hả? Ủa mà chị quen nó không? Chị cho vay hả? Không, không quen. Tại không quen mà cho vay luôn. Thì ra chợ thì người ta mua bán thì tin tưởng người đưa là lấy cái gì. Ủa trời. Dùng ở trên là Tính Thạch phải không? Không phải, cái con dung này mà làm nó ở trên Đồng Tháp á. Rồi bây giờ tôi nó 50 triệu luôn. Dạ. Nó làm gì? Nó bán quần áo. Chị lên ghét rồi đó chị. Thôi, tại nó ngồi cái đi bán quần áo ngoài chợ cái tôi nói chị nè, cực chẳng đã. Bây giờ chị không có nghèo túng gì hết, khá giả giàu rồi, tiền gửi ngân hàng đi. Thí dụ trường hợp mà người ta nghèo khổ, người ta lỡ người ta hỏi chị đâu dám cho đúng không? Đó, mà cái người đó người ta lỡ có giật chị cũng được phước đức nữa. Không, em nói chị vậy nè. Bây giờ mình đi ra chợ giúp ăn là giúp người nghèo không đó. Trời ơi, người nghèo đâu? Lạ quắc lạ quơ, chị tham lời chứ giúp người nghèo gì? Thì tham lời. Bây giờ nó giật luôn, mất chứ không? Tiền đưa túi người ta là của người ta. Bây giờ người ta hỏi mình thì người ta giật, người ta không trả mình thì người ta tội để người ta. Tội, ấy mà người ta tội mà chị cũng tội nữa. Không tội. Tại vì tội tham. Còn thí dụ như mấy người nghèo mà lại hỏi chị đâu bao giờ chị cho đúng không? Tiền mình không đưa cho. Người ta nghèo, người ta túng, người ta mới hỏi. Ví dụ lỡ người ta có không trả nổi mình á thì cũng còn cái phúc. Nó rồi ví dụ ráng giúp cho người ta đấy, còn mấy đứa mà ăn ở không lỏng nhỏng vàng đeo đỏ cổ chị mới có cho dai, toàn là vàng giả không à. Tới hồi nó giật chị cái rồi hú hồn. Rồi giờ là về tổng cộng giật hết nhiêu rồi? Tỷ chưa? Chợ này là gom chị chắc tỷ mấy gì đó mà nhiều lắm. Dữ vậy hả? Chợ này không. Đất ơi. Để đi vô gọi, học gọi nhỏ con chị nó đi làm gì vậy? Nó đi du học. Vậy hả? Ừ. Có đi tiền thôi gửi ngân hàng đi rồi sống cho nó khỏe đi. Dạ, chị ở Nguyện. Ở Nguyện đây, lấy dụng đứa nhỏ đâu vậy ta? Đất ơi. Làm hết tỷ mấy luôn hả? Ừ. Rồi giờ có biết mặt được hết không hay là sao? Biết mặt chứ. Rồi đòi được hết không hay là cũng lỡ nhà thằng nào cứ có thằng nào trùng tên là đòi. Tại cái lộn Quý này chứ có ai. Rồi đòi cái gì vậy? Cái cổ. Rồi vậy đó hả? Tại đi ngắn giờ đi chưa vậy đâu. Cái công nghiệp nhà. Trời ơi, quấn kính mít vậy mà giờ nó cũng đen thù lù vậy đó hả? Hùng lên mặt bị ma nhập. Biết ma nhập luôn nữa hả? Qua quấn kính mít mà vẫn đen. Tôi hả? Tôi tin tôi. Vậy còn được. Vậy là còn được. Hả? Giờ để tôi chỉ chị ha. Nhưng mà chỉ cũng đâu nhớ đâu chỉ. Ừ. Nhà ổng còn không? Không. Ủa ổng đâu? Chết lâu rồi. Ủa chết nào? Chết nay 8-9 năm rồi. Ủa vậy đó hả? Từ dạo đó tới giờ luôn đó hả? Là bị vậy luôn hả? Ừ. Có ông nào nữa không? Không. Rồi ở nhà với ai? Với con. Rồi nhỏ đi nước ngoài mấy đứa? Đứa gái rồi. Rồi nhỏ đi đó là nhỏ nào? Mà nhỏ Út. Nhỏ Út hả? Còn hai đứa lớn đâu? Thì rộn đó. Nó làm cái gì? Nó làm thẩm mỹ. Vậy hả? Chị nhớ mà chị xuống em vậy. Ai kêu chị vậy? Vậy bây giờ em nói chị nè. Giờ nếu mà nhớ ha. Về nhà khai tán hết trơn. Trời quá trời trong nhà luôn. Nghe không? Cái gì? Nhà chị á, tại chị đem đồ về tùm lum hết trơn à. Ở đâu cũng gom hết trơn á, trà bùa gì lỗ ban gì chị đem chị xài hết trơn. Không có đó, giờ là không có xài bùa. Ở đó mà không có. Có cái nhà kế bên của ông anh á. Ông anh là ai? Ông vợ á. Không, mình thấy nhà chị đây nè. Thì ổng bên nhà của ổng rồi nó đi qua nhà tôi á. Ồ vậy đó hả? Cái tôi đó giờ là tôi không biết xài nữa đó. Trời ơi, để mai mốt là đi không biết đường về luôn á nha.
Rồi bây giờ bữa nào vẫn để tĩnh tâm đi, rồi có dịp có duyên em chỉ cho em giúp cho. Còn giờ mắc chuyện rồi. Giờ không, giờ em chuẩn bị đi tour rồi. Chuẩn bị đi khởi hành mà bị đòi nợ lại đòi nè. Quá ác quá. Dạ, tại em đang làm lại ngay dưới, chị kêu em mới lên. Tại sao mà ví dụ chị Năm này giúp được chị không nè? Xui tùy duyên à. Lên đây rồi bắt đầu tuôn tỷ mấy nữa, không tiền đâu trả nữa. Trả là bữa nào cũng được đó. Đi. Rồi thôi đi. Về đi. Nào giờ có biết ăn chay không? Không. Không đi chùa luôn phải không? Có chứ, gặm lớn đi chùa cho kìa. Đi chùa làm gì? Chùa cũng chùa. Ok, vậy ha. Nhớ đường về Trà Vinh không? Nhớ đường về Trà Vinh không? Ở đâu không biết. Vậy hả? Thôi về đó trả nợ cho người ta đi. Rồi người ta người khác trả nợ lại cho mình. Trà Vinh nợ gì đâu đó. Ừ. Ừ. Người ta thiếu chị bằng tiền, chị thiếu người ta bằng khác. Thiếu gì? Ừ. Thôi đi trả đi. Thiếu gì? Nợ hứa. Hứa gì? Ừ, hứa gì gắng nhớ trả đi. Trả rồi tự nhiên bình thường lên. Không có biết Trà Vinh. Ừ. Trời ơi, vậy hả? Rồi chị bị giật này lâu chưa? Lâu rồi. Rồi à, vậy luôn á hả? Tội nghiệp chứ gì? Bây giờ nói chung á, đòi được đòi không được thôi bỏ đi, tự định tâm lại xíu chứ làm gì mà trời ơi thì mốt không được đòi không được bỏ chứ năm nay cũng vậy hết chứ đâu mấy mà để tâm sầu cái mơ mốt là đem của xuống cho tôi nữa chứ là không có đòi nghe, lần sau là đem tiền xuống cho nghe chứ không có đòi nữa nghe. Mơ chiều gì đó là đem tiền xuống cho, rồi quý ơi em không có tiền chị cho chị em xài nè thì được chứ đừng xuống đòi nha. Trời khổ dữ lắm, không tiền đâu trả là đâu trời. Làm hết hồn, làm đứng hình luôn à. Trời ơi, nợ mà trả không được dây dứt dữ lắm, gán trả được rồi mừng dữ lắm. Mấy người mà người ta nghèo khổ, tại đường nghèo khổ đi qua rồi em biết. Có luôn nữa hả? À, rồi đi bán bông hả? Rồi lúc đó là em đi bán bông hả? Bán bông rồi chợ mua đàn. Ờ, vậy hả? Chợ này hả? Chợ này, bông. Rồi bán cơm nữa hả? Rồi xem nghề, nhiều nghề gì vậy? Mà tên quý, thăm bé mở quyền, đây tên quý nè. Vậy hả? Trời ơi, khổ vậy? Có làm dán để mời chiều đấy tôi. Ê, ai đây? Cháu chị Tư. Tôi làm cái dán nhà. Sao nhà tôi sáng nay xuất hiện nhân vật lạ không vậy? Tôi làm cái dán nợ. Là nợ là gì đó nhiêu? Mấy chục triệu? Trời ơi, người ta nợ mà không nhớ sao đi đòi? Lâu quá đâu, cầu tới. Ồ, vậy hả? Chưa có giấy mà chạy đi đòi. Trời ơi, điều này chắc tôi quánh quá. Nghe tên vậy? Chưa coi giấy nợ lỡ đầu thì thí dụ tôi trả tôi biết nhiêu tôi trả hả? Nhớ mà mày vậy đó hả? Vậy đó hả? Trời ơi, đòi nợ là phải coi giấy đúng không? Trước khi đi đòi nợ là phải coi giấy coi thằng đó hay con đó nó thiếu mình nhiêu, mình lỡ mình nói mình đòi được chính xác chứ lỡ rồi nói rồi không nhớ rồi nó biết nhiêu nó trả. Vậy là bị nhiều lắm, toàn là mấy đứa cho tiền góp không hả, hay là mấy đứa buôn bán, hay là để mấy đứa đánh đề đánh bài đá gà cho hết luôn hả? Ôi trời trời trời, chị cha bạn ăn bạn hoàng luôn chuyện đàng hoàng chứ còn cái người cờ bạc đâu có cho. Vậy hả? Mà em nói chị nghe nè, bây giờ làm ăn á tiền bạc này là nói thiệt nha, dù chị coi người nào mà người ta làm ăn người ta mới khởi cho người ta không có, mình mặc dù là hên xui đó, mình giúp người ta mà lỡ người ta có thất bại á, mình cũng không thấy nữa, không có oán trách, tại vì mình giúp người ta. Còn những thứ mà nó hỏi mà nó chung tiền điều điều đó, ô tôi đường đó đưa cho thằng đó có lời, trời nó có đưa chị vài lần thì tiền vô đưa túi nó rồi nó không trả chị là quyền của nó, chị hiểu không? Rồi lúc đó mình khổ, đưa tiền ra rồi mất luôn mà khổ. Cái trường hợp đó bị nhiều lắm, cái chợ này là cũng bị nhiều dữ lắm, nhiều trận lắm á, nhiều chợ này làm nhớ là nhiều trận lắm á, nhiều người mấy bà mà quẩy giỏ đi cho tiền góp sao mà thời banh xác trần. Mà em thấy như mấy bà đó tỉnh hơn chị đó, mấy bà bắt quá mấy bà bỏ trốn. Dân hãy tỉnh sáng.
Dạ, hồi nãy em chân á, dở đi bán thịt heo rồi, cứ hàng ngày bán đen đó. Ờ. Nó còn như chị cho người ta mượn xong rồi chị khủng hoảng luôn. Không, mình bình thường. Coi như là chỉ bằng cái lẻ thôi phải không? Không. Mình hả? Mà chờ cho có cái à, con. Đi ra mà ai ai đứng thương hết trơn, mình đang đỡ. Mấy người mà làm ăn người ta hờ hụt vốn là thiếu vốn là cũng cần chị giống như là chị trợ giúp người ta vậy đó, nhưng mà chị phải coi cái người đó đàng hoàng hay không. Nó ở đâu mà làm trên chợ nè? Ờ vậy hả, em đi chợ em không biết hết. Bà năm năm mới vô đây có ở phải cũng 60 triệu. Ủa trời, nó chiên bánh xèo bán đồ ì đùng vậy mà hỏi nợ chi chi. Trời ơi, qua nhà tôi nó giật mèo, nó nắm đuôi mèo nè. Nó không biết quen ai quen lạ vậy chứ. Còn không ấy là tôi bắt nhỏ này tôi trả nợ, người ta lỡ người ta đầu nợ tôi kìa. Thôi đi chị. Rồi. Nè. Trời ơi, khổ ghê không? Thiếu nợ mà trốn, giờ ta tìm tới nhà ta đầu chị thấy ghê chưa? Hết hồn. Thông tin lớn quá, đành ra nghe cái họng lớn lắm.